Kondo-san. Ngày xưa ngày xưa, ở một vùng đất xa xôi, có một người thợ sai có ba người con trai. Trước khi người thợ sai qua đời, ông đã phân chia tài sản cho những người con. Người con cả được thừa hưởng chiếc cối xay, con trai giữa thừa hưởng con lừa, và người con út thừa hưởng một chú mèo. Cậu con út rất buồn về chuyện này. Con mèo thì làm được gì? Con phải làm gì với nó đi? Con đừng có buồn, rồi một ngày con sẽ hiểu tại sao cha làm vậy. Đây là một chú mèo rất tháo giác. Không lâu sau đó, người thợ sai qua đời và ba người con nhận lấy phần thừa kế của họ. Con trai út thậm chí không muốn nhìn đến chú mèo. Chú mèo rất buồn khi nhìn thấy người chủ mới đối xử xa cách với mình. Không lâu nữa cậu sẽ nhận ra đây là phần thừa kế tốt nhất. Tôi sẽ chứng minh cho cậu thấy. Hãy mang cho tôi một cái bao rỗng, một cái nón và một đôi giày hia. Cậu con trai út rất ngạc nhiên khi nghe thấy chú mèo nói chuyện. Vì vô cùng tò mò, cậu tôn trọng những yêu cầu kỳ lạ của chú mèo. Chú mèo bắt tay vào công việc ngay. Chú đội nón lên đầu và mang đôi giày hia. Chú mèo đứng trước gương và tự tán thưởng bản thân. Chiếc nón với đôi giày thật là tuyệt vời, rất hợp với bộ lông vàng dài và đôi mắt long lanh của tôi. Trông tôi rất là giống người hoàng tộc. Chú mèo bắt đầu làm việc. Chú để rau diếp và cà rốt tươi vào trong bao, rồi tiến vào khu rừng. Khi đến nơi, chú mèo mở bao ra và trốn sau một cái cây. Không lâu sau, một con thỏ đang đói nhảy qua, đánh hơi thấy mùi thức ăn và nhảy vào trong bao. Chú mèo ngay lập tức nắm lấy cái bao và cột chặt lại, chạy thẳng đến cung điện. Cổng vào cung điện có lính canh ở đó. Đứng lại đó! Ngươi là ai? Ngươi không được vào trong. Tôi là người hầu của bá tước Carabas. Tôi cần diện kiến đức vua. Tôi mang quà tặng của bá tước tới đây cho đức vua. Với đôi giày sáng bóng và chiếc nón thời thượng như vậy, không khó để thuyết phục lính canh. Họ dẫn chú mèo vào gặp đức vua. Chú mèo đi hia cúi đầu trước đức vua. Sau đó, chú lấy con thỏ ra khỏi bao. Muôn tâu đức vua, đây là món quà mà bá tước Carabas dành tặng cho người đây. Ồ, một con thỏ à? Cảm ơn ngươi rất nhiều. Ngươi về báo với chủ của ngươi là ta nhận món quà. Cứ như vậy, chú mèo đi hia đã đại diện bá tước Carabas mang tặng nhiều món quà khác nhau cho đức vua. Đức vua tò mò và yêu cầu được gặp vị bá tước đã tặng nhiều món quà như vậy. Một ngày, đức vua, hoàng hậu và nàng công chúa theo sự dẫn dắt của chú mèo đi hia đã lên đường tiến đến lâu đài của bá tước. Nắm bắt cơ hội này, chú mèo đi hia đi phía trước họ và chạy nhanh về báo với chủ nhân để hướng dẫn chủ nhân. Đức vua của chúng ta chắc chắn đi ngang con sông. Cậu đến con sông giả vờ rớt xuống nước và la hét nhờ giúp đỡ khi họ đi ngang qua. Tôi sẽ giấu quần áo của cậu. Cậu định làm gì? Như vậy giúp ích gì được cho chúng ta? Đừng lo lắng, cứ làm theo lời của tôi. Cậu con trai út bối rối đi đến con sông như lời chú mèo chỉ dẫn và chờ đợi họ đến. Có rất nhiều nông dân trên đường dẫn đến lâu đài của bá tước. Chút nữa đức vua sẽ đi ngang qua đây. Nếu người hỏi cánh đồng và mảnh đất này thuộc về ai, hãy trả lời là của bá tước Carabas. Nếu không, đức vua sẽ nổi giận và trừng phạt tất cả. Đương nhiên tôi sẽ tuân theo lời của người. Chú mèo đi hia cảnh báo những người nông dân mà chú đã gặp trên đường. Sau khi làm như vậy, chú mèo đi hia cuối cùng đã đến lâu đài của một người khổng lồ độc ác, có sức mạnh ma thuật đang sinh sống. Chú mèo đi hia gõ cửa. Ngươi là ai? Sao ngươi dám tới đây quấy rối ta hả? Ta là người hầu của bá tước Carabas. Bá tước của ta và đức vua sắp đến lâu đài của ngươi. Ta muốn vào trong nghỉ ngơi một chút nếu ngươi không ngại. Ngươi có cho phép ta vào không? Được rồi, vào trong đi. Ngay khi vào trong, chú mèo bắt đầu trò chuyện với gã khổng lồ.
Ta nghe nói là ngươi có phép thuật, nhưng ta không tin. Hình như ngươi có thể biến thành bất cứ động vật nào. Có thật không? Đương nhiên là ta biến được. Sao ngươi lại không tin chứ? Vậy bây giờ ngươi biến thành sư tử có được không? Dễ ẹc. À, thấy chưa? Giờ ta là một con sư tử. Chú mèo sợ hãi nhảy lên trên nóc tủ. Được rồi, tuyệt vời. Cái đó thì dễ, nhưng mà ngươi có thể biến thành con chuột không? Không thành vấn đề. Gã khổng lồ biến thành chú chuột nhắt bé xíu. Chú mèo đi hiền ngay lập tức bắt lấy hắn và bỏ vào trong một chiếc hộp nhỏ. Chú trở lại khu rừng và thả con chuột đi, rồi tiến thẳng đến đức vua. Chào mừng chú mèo đi hìa. Đúng lúc lắm. Lên xe đi. Ngay khi con ngựa của đức vua đi ngang qua con sông, họ nghe thấy tiếng người la hét. Cứu! Cứu! Cứu với! Lính canh, đi giúp cậu ta đi. Có người rớt xuống sông kìa. Lính canh chạy đến chỗ chàng trai trẻ và kéo cậu ta lên bờ. Cậu ta giải thích là bị trộm hết quần áo. Lính canh lấy bộ đồ trên xe ngựa và cho cậu ta mặc vào. Muôn tàu đức vua, đây là chủ nhân của tôi, bá tước Carabas. Tôi nợ người một mạng sống, thưa đức vua. Dù cậu con trai út không biết chuyện gì đang diễn ra ở đây, nhưng cậu cũng làm theo lời dặn của chú mèo đi hia. Đây là người vợ xinh đẹp của ta, hoàng hậu, và công chúa con gái mà ta yêu thương. Rất vui được gặp nàng, thưa công chúa. Lại đây, mau về lâu đài thôi. Cậu con trai út và công chúa đã yêu nhau từ cái nhìn đầu tiên. Công chúa là một cô gái xinh đẹp, và cậu con trai út, người đang giả làm bá tước Carabas, cũng rất đẹp trai. Khi họ tiếp tục đi trên đường, đức vua hỏi những người nông dân trên đường. Ồ, chủ nhân mảnh đất là ai? Của bá tước Carabas, thưa đức vua. 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 Đức vua rất hài lòng với những gì nhìn thấy. Bá tước, có vẻ cậu rất có quyền lực ở đây và được mọi người yêu quý. Kế hoạch của chú mèo đi hia đã thành công mỹ mãn. Khi về đến lâu đài, họ đã thiết đãi một buổi yến tiệc hoành tráng. Khi trời tối, cậu con trai út giờ đang là bá tước Carabas đã xin đức vua được lấy công chúa làm vợ. Ta muốn con gái ta có một người chồng quyền lực, giàu có, thông minh và được người khác tôn trọng như ngươi. Nếu con gái ta đồng ý, ngươi có thể nắm tay nó bước vào lễ đường. Không lâu sau đó, công chúa và bá tước Carabas kết hôn. Họ sống hạnh phúc bên nhau trong lâu đài. Chú mèo đi hia không bao giờ rời bỏ họ. Ôi thưa cha, con đã hiểu ý cha rồi. Ngày xưa, ở một vùng đất xa xôi, có một gia đình rất yêu thương nhau. Con gái lớn nhất là Wendy, hai con trai là John và Michael. Một tối nọ, ba mẹ của bọn trẻ vào thị trấn đi dạo. Còn bọn trẻ ở nhà và có khoảng thời gian chơi tuyệt vời cùng nhau. Khi chúng đã mệt và buồn ngủ, thì cô chị gái bắt đầu kể cho chúng nghe câu chuyện về Peter Pan. Ngày xưa, ở vùng đất xa xôi huyền bí, có một đứa trẻ được gọi là Peter Pan. Peter Pan là cậu bé biết bay. Cả ba ngủ thiếp đi. Sau đó, Wendy thức dậy vì một âm thanh phát ra từ phía cửa sổ. Và cô đã thấy gì? Cô đã thấy một cậu bé và một nàng tiên bay lượn trước mặt cô. Họ đang ở ngoài khung cửa sổ cười với cô. Chào buổi tối. Tên mình là Peter Pan.
mình là người hùng trong câu chuyện cậu đã kể cho em của cậu nghe. Mặc dù cậu đã bỏ qua một vài chi tiết, nhưng mà nó vẫn là một câu chuyện rất tuyệt vời. Dạ, tên mình là Tinkerbell. Nhưng cậu cũng có thể gọi mình bằng tên khác, bất cứ cái tên nào mà cậu thích. Cậu có thể thấy mình là một cô tiên bé nhỏ. Wow, cậu có thật hả? Rất vui vì được gặp cậu. Tất nhiên là tụi mình có thật rồi. Nhưng tụi mình sống ở một vương quốc bí mật. Mình là người bạn rất thân với Peter Pan. Tụi mình đã biết nhau từ rất lâu rồi. Mình có một ý tưởng, Peter Pan. Hãy đưa các bạn nhỏ tới vương quốc của chúng ta. Cậu thấy sao? Oh, thật là một chuyến phiêu lưu mạo hiểm. Mình thích những chuyến phiêu lưu. Nhưng cậu có thể bay, còn tụi mình... tụi mình không có cánh. Và tụi mình không biết bay. Cậu đừng lo về chuyện đó. Khi mình đắp một ít bụi tiên lên người cậu, cậu sẽ có thể bay giống như tụi mình. Wendy rất muốn tham gia chuyến phiêu lưu này, nên đánh thức hai em của mình dậy. John và Michael lúc nhìn thấy Peter Pan đứng trước mặt đã vô cùng ngạc nhiên. Chị cũng rất ngạc nhiên khi mới lần đầu nhìn thấy hai người họ như Peter Pan và Tinkerbell trong câu chuyện là có thật. Và họ đang mời chúng ta đến vương quốc bí mật của họ. Sao? Một vương quốc bí mật? Nó ở đâu? Làm sao chúng ta có thể tới đó? Chúng ta phải đi tới đó. Đi đi chị! Đi mà! Đi! Nhanh lên đi thôi! Wendy vui vẻ chấp nhận. Ngay giây phút Tinkerbell rắc bụi tiên lên những đứa trẻ, chúng bắt đầu bay lơ lửng trong không trung. Thật kinh ngạc, tất cả bắt đầu cùng bay ra khỏi cửa sổ. Ngầu quá. Nhìn nè John, chúng ta đang bay. Nhanh nào, chúng ta còn một chặng đường dài để đi. Sau một hành trình dài, họ đã tới vương quốc bí mật. Ở vương quốc này có động vật hoang dã, bộ lạc da đỏ, tiên tộc, những đứa trẻ đi lạc. Và cả lũ cướp biển rất nguy hiểm nữa. Người đứng đầu lũ cướp biển là thuyền trưởng Hook. Thuyền trưởng Hook là kẻ thù lớn nhất của Peter Pan. Lý do của sự thù hằn này là vì một chuyện xảy ra trong quá khứ. Một ngày nọ, thuyền trưởng Hook bắt được cô công chúa của người da đỏ. Để giải thoát cho công chúa, Peter Pan đã chiến đấu với thuyền trưởng Hook. Cậu đã dùng kiếm chặt một cánh tay của ông ta và cánh tay đã rơi xuống biển. Một con cá sấu đã nuốt chửng nó cùng với chiếc đồng hồ. Và giờ con cá sấu bơi xung quanh biển và phát ra tiếng tích tắc, tích tắc, tích tắc. Vì vậy, con cá sấu được gọi là tích tắc. Ông ta dùng một cái móc để thay thế bàn tay đã bị mất. Và đó là lý do mà ông ta có cái tên Thuyền trưởng Hook. Peter Pan và lũ trẻ đến nhà của Peter Pan mà không bị thuyền trưởng Hook phát hiện. Tên thuyền trưởng luôn theo dõi mọi người ở vương quốc bí mật bằng kính viễn vọng. Vì vậy trên đường đi họ rất cẩn thận. Có chính xác 3 đứa trẻ đi lạc trong nhà của Peter Pan. Chúng cũng là những đứa trẻ đã bị thuyền trưởng Hook bắt và được Peter Pan cứu. Ngay lập tức, chúng dây quanh Wendy. Chào chị, vậy có nghĩa là tụi em sẽ có đồ ăn ngon mỗi ngày rồi. Chị phải làm tất cả việc nấu ăn chỉ vì chị là con gái sao? Nhưng... Đừng bận tâm. May mắn là chị thích nấu ăn, tất nhiên chị sẽ nấu. Và chị cũng sẽ kể chuyện vào buổi tối trước khi tụi em đi ngủ. Quang hư! Vui quá! Bọn trẻ ôm chầm lấy Wendy. Wendy giống như mẹ của chúng. Cô nấu đồ ăn ngon, làm bánh nướng và kể cho chúng nghe những câu chuyện trước khi đi ngủ. Cô thật sự đã trở thành người bạn tốt với Peter Pan. Hai người họ cùng nhau đi trong rừng và đã hiểu nhau nhiều hơn.
Nhưng Tinkerbell lại không hề vui với tình bạn mới này. Cô nghĩ rằng Peter Pan đã quên mất cô và không quan tâm đến cô nữa. Vì vậy cô bắt đầu khó chịu với Wendy. Wendy phải về nhà rồi. Peter Pan là bạn của mình. Mình mới là người đã tìm thấy cậu ấy đi lạc trong rừng và đưa cậu ấy tới vương quốc bí mật này. Vậy mà giờ cậu ấy lại dành thời gian cho Wendy mà không phải mình. Mình cần tìm một giải pháp cho việc này. Tuy nhiên, Wendy không có suy nghĩ gì về chuyện này. Suy nghĩ duy nhất của cô là giúp đỡ mọi người ở vương quốc này. Một ngày nọ, trong khi Peter Pan và Wendy đang trò chuyện, họ ngồi trên một ngọn núi ở vương quốc bí mật. Thuyền trưởng Hook vẫn đang theo dõi họ bằng kính viễn vọng. Bên kia chính là Peter Pan, nhanh lên! Mọi người chạy quanh thuyền, nổ súng, cố gắng bắn trúng Peter Pan. Một lũ ngốc! Không phải ta! Bắn Peter Pan kìa! Tinkerbell, hãy đưa Wendy tới chỗ an toàn. Mình sẽ đi tới tàu của cướp biển. Lần này sẽ kết thúc tất cả thuyền trưởng Hook. Nhanh lên Wendy! Nhanh! Tinkerbell ngay lập tức lên kế hoạch và để Wendy trên một đám mây. Sau đó, cô đi thẳng xuống bên cạnh mấy đứa trẻ. Các em, Peter Pan nói có một con chim rất to trên những đám mây và chúng ta nên bắn nó. Ngay lập tức, những đứa trẻ cầm cung tên và bắn mũi tên về phía đám mây. Trong khi đó, Peter Pan thì đang đối phó với thuyền trưởng Hook trên bon tàu. Ông muốn có thêm một cái móc trên tay kia của ông hay sao, thuyền trưởng? Nếu ông có can đảm, chúng ta nên đấu kiếm. Tôi sẽ chờ ông trên bãi biển. Nếu ông không sợ thì cứ tới. Peter Pan bay lên bãi biển và con tàu tiến sát bờ. Cuối cùng, hai kẻ thù bắt đầu đấu kiếm với nhau. Đấu được một lúc, thuyền trưởng Hook nghe thấy âm thanh quen thuộc từ phía sau lưng. Tích tắc, tích tắc. Lúc nghe thấy âm thanh ấy, ông ta quay lại trong hoảng loạn và thấy tích tắc đang tiến về phía mình. Quăng thanh kiếm của mình lên không trung. Ông ta chạy lên tàu nhanh hết mức có thể. Ôi mẹ ơi! Mẹ ơi! Peter Pan cười thuyền trưởng Hook rất to. Đột nhiên cậu nhớ tới Wendy. Cậu đi thẳng tới chỗ Wendy coi cô có bị sao không. Cậu thật sự bàng hoàng và kinh hãi khi thấy Wendy nằm trên đất với một mũi tên đâm trên ngực. Peter Pan rất buồn bã và cũng hoàn toàn khiếp sợ. Cậu nghĩ những gì đã xảy ra với Wendy là lỗi của mình. Tinkerbell, mấy đứa, có chuyện gì vậy? Tinkerbell nói tụi em bắn con chim trên đám mây. Chị ấy nói anh kêu tụi em làm, nên tụi em đã bắn lên trên đám mây. Nhưng đó không phải là chim mà là Wendy. Tất cả bọn trẻ đều rất buồn và bắt đầu khóc. Tinkerbell, chị đã nói dối tụi em. Peter Pan cúi xuống và lấy mũi tên khỏi ngực Wendy. Nhưng không có máu trên mũi tên. Mũi tên đã đâm trúng nút áo của Wendy, rồi mới đâm vô ngực cô. Bất chợt, Peter Pan nhận ra rằng cô chỉ bị xỉu vì sốc do va chạm và ngã xuống đất. Wendy! Wendy! Thôi mà, tỉnh lại đi! Wendy từ từ mở mắt và đứng dậy khiến mọi người rất vui mừng. Tất cả đều ôm chầm lấy cô. Mọi người trở về nhà cùng nhau. Tinkerbell đang quan sát mọi thứ đang diễn ra từ ngọn cây cổ tích. Cô rất xấu hổ về những gì cô đã làm. Cô đã đến nhà Peter Pan và xin lỗi tất cả mọi người. Mình rất xin lỗi. Mình xin lỗi tất cả mọi người. Đặc biệt là cậu Wendy. Cậu có thể tha thứ cho mình không? Mình làm vậy bởi vì mình ghen tị với tình bạn của hai cậu. Mình rất xấu hổ. Mình nợ cậu cả đời, Tinker. Không ai có thể thay thế được cậu.
Chúng mình luôn luôn ở bên nhau, nhưng những gì cậu đã làm là rất sai. Tối nay mình muốn cậu tới cây cổ tích và suy nghĩ về những gì cậu đã làm. Wendy đã tha thứ cho Tinkerbell, nhưng vì Peter Pan đã nói cô rời đi nên Tinkerbell đi tới cây cổ tích. Mọi người hôm nay đã rất là mệt, nhanh nào mấy đứa tới giờ đi ngủ rồi. Nhưng trước tiên chị sẽ kể một câu chuyện. Wendy kể cho tụi nhỏ nghe câu chuyện về ba đứa bé đã tới một vương quốc bí mật. Cô đang kể cho chúng nghe câu chuyện của chính mình. Em trai cô rất muốn trở về nhà. Chúng thực sự nhớ mẹ và ba của mình. Wendy gọi chúng là những đứa trẻ đi lạc. Tụi chị sẽ quay về nhà. Tụi em muốn đi cùng tụi chị không? Đi với chị. Về nhà của chị. Hoan hô! Em không thể tin được. Chúng em sẽ có một ngôi nhà thật sự. Peter, sao cậu không đi với tụi mình? Cậu cũng có thể sống với tụi mình nếu cậu muốn. Không đâu. Một ngày nào đó cậu sẽ lớn lên và già đi. Còn mình muốn là một đứa trẻ như vậy mãi mãi. Ngày hôm sau, Tinkerbell rắc bụi tiên lên mọi người. Ngay khi Wendy và lũ trẻ bắt đầu bay, thuyền trưởng Hút lại phát hiện ra chúng bằng kính viễn vọng. Ông ta bắt chúng lại. Phát hiện những chuyện đang xảy ra, Tinkerbell ngay lập tức tới gặp Peter Pan và báo cho cậu biết chuyện. Peter Pan, nhanh lên, mọi người bị bắt rồi, mau cứu họ. Cái gì? Bạn của chúng ta bị bắt hả? Đủ rồi đó tên thuyền trưởng, kết cục sắp tới rồi. Lần này tôi sẽ biến ông thành mồi cho cá sấu. Ngay lập tức, cậu bay tới con tàu. Nhìn thấy Peter Pan, lũ trẻ mừng rỡ hét lên. Là Peter Pan! Hoan hô! Được cứu rồi! Thuyền trưởng ngay lập tức lấy kiếm của mình tấn công Peter Pan. Cả hai lại bắt đầu đấu kiếm một lần nữa. Họ đấu trong khoảng thời gian dài. Peter Pan lại nghe thấy tiếng tích tắc. Không muốn bỏ lỡ cơ hội này, với tất cả sức lực của mình, cậu đã đánh thuyền trưởng và đẩy ông ta xuống biển. Thấy thuyền trưởng Hút rơi xuống biển, tích tắc nhanh chóng bơi về phía ông ta. Tay sai của Hút nhận thấy thuyền trưởng của họ đã thua, cũng nhảy xuống biển luôn. Mẹ ơi, sợ quá. Đồ thuyền trưởng phản bội, chạy nhanh đi. Giờ ông biết cái giá của việc bắt bạn bè của tôi chưa? Bây giờ mọi người ở vương quốc bí mật đã thoát khỏi tay bọn cướp biển. Giờ họ có thêm một con tàu. Peter Pan ngay lập tức cởi trói và giải thoát cho mọi người. Họ đã ăn mừng chiến thắng này bằng cách tham quan xung quanh con tàu. Giờ Peter Pan là thuyền trưởng. Đúng rồi, giờ là lúc về nhà rồi. Mình sẽ đảm bảo là tất cả các cậu sẽ về nhà an toàn. Hoan hô! Hoan hô! Cảm ơn cậu rất nhiều vì mọi thứ nha Peter Pan. Mình sẽ không bao giờ quên cậu. Mình cũng sẽ không bao giờ quên cậu Wendy. Xin hãy hiểu cho mình, mình không thể sống ở đó. Peter Pan thật sự rất buồn khi cậu phải chia tay với Wendy và bọn trẻ. Thật tốt khi Tinkerbell luôn ở bên cậu. Tụi mình có thể tới thăm cậu không Wendy? Tất nhiên, bất cứ khi nào cậu muốn Tinker. Họ lại ôm nhau lần cuối. Cuối cùng, tất cả họ bay về nhà và gia đình vui vẻ chào đón họ. Wendy, John, Michael, ba mẹ nhớ tụi con. Tụi con đã đi đâu vậy? Ba đứa trẻ này là ai? Chúng là những đứa trẻ đi lạc thôi mẹ. Tụi con vừa mới cùng nhau trở về từ vương quốc bí mật. Vương quốc bí mật. Wendy nói với gia đình về mọi chuyện đã xảy ra với họ. Mẹ và ba cô đã rất ngạc nhiên nhưng vô cùng hạnh phúc khi được đoàn tụ với con mình một lần nữa. Khi Wendy nhìn ra cửa sổ,
Peter Pan và Tinkerbell đã đi từ rất lâu rồi. Họ đều đã biến mất. Nhưng Wendy vẫn vẫy tay chào. Peter Pan, mong là chúng ta sớm gặp lại. Ngày xưa, ở một vùng đất xa xôi, có một gia đình họ Starbom. Con gái họ tên là Clara và cậu con trai là Fritz. Vào một đêm giao thừa, Clara thật sự rất hào hứng, đến nỗi không tài nào ngủ được. Cô bé nôn nóng chờ đợi ngày mới sắp đến. Thời gian trôi qua chậm chậm. Chúa ơi, hãy nghe lời cầu nguyện của con. Hãy có tuyết rơi vào tối mai và hãy cho con nhận được một món quà năm mới thật đẹp. Cuối cùng, năm mới cũng tới. Họ đã trang trí toàn bộ căn nhà và đương nhiên bao gồm cây thông ở phòng khách. Khi Clara thức giấc vào buổi sáng, cô bé không thể tin vào mắt mình. Lời cầu nguyện của cô bé đã thành sự thật trong lúc ngủ. Tuyết rơi suốt cả một đêm, khắp mọi nơi đều có tuyết bao phủ. Cả em trai, chị gái đều đang ngắm nhìn tuyết rơi và chờ đợi người bác của họ tới. Cuối cùng, họ đã nhìn thấy bác Rochelle Meyer ở đầu đường cùng với một chiếc túi lớn chứa đầy quà trên tay của bác. Bác đang tới. Bác đang tới mẹ ơi, bác Rochelle Meyer đang tới. Bác còn đem theo một cái túi khổng lồ. Con chắc chắn trong túi là quà của tụi con. Nhanh lên đi mở cửa đi, chắc bác ở bên ngoài lạnh cống rồi. Bọn trẻ vui mừng chào đón bác. Con chào bác Rochelle Meyer. Con chào bác. Chào các con. Người đàn ông già ngay lập tức ngồi bên cạnh lò sưởi để sưởi ấm. Bác ơi, bây giờ bác có thể tặng quà cho con được không? Con háo hức quá, con không thể đợi được nữa. Con cũng vậy, nhanh lên bác ơi. Được rồi, bác tặng quà liền bây giờ đi. Bác của họ mở túi quà ra, tặng một hộp quà xinh đẹp cho Clara và một hộp quà khác cho Rich. Clara háo hức mở quà ra, hét lên sung sướng khi nhìn thấy chú lính kẹp hạt dẻ bên trong. Đây là món quà tuyệt vời nhất của con. Cảm ơn bác. Bác rất vui vì con thích Clara. Cùng lúc đó, Rich đang nhìn Clara. Cậu cũng nhanh chóng mở hộp quà của mình ra. Là một con chuột lớn màu đen, ăn mặc như hải tặc, được đựng trong hộp quà. Nhưng Rich không hề thích món quà của cậu. Cậu bé thích món quà của Clara hơn là của mình. Cậu bé tức giận ném con chuột xuống đất, giật lấy chú lính kẹp hạt dẻ trên tay Clara ném vào tường. Đôi mắt cậu tràn đầy ghen tị. Fritz, con cũng muốn cái chú lính kẹp hạt dẻ, con không thích con chuột này. Tại sao quà của chị đẹp hơn của con? Không được nói như vậy, Fritz. Quà của con cũng đẹp mà. Bác của con đã tốt bụng suy nghĩ đến con và mang quà tặng con. Con làm như vậy là vô lễ lắm. Con không biết. Con không thích con chuột này. Clara chạy đến chỗ chú lính kẹp hạt dẻ, nhận ra một cánh tay của chú lính đã bị gãy. Chú lính đáng yêu, mình còn định nhảy với cậu nữa. Thật đáng tiếc, mình không có cơ hội chơi với cậu nữa rồi. Con đừng buồn Clara, bác sẽ sửa lại chú lính. Chú lính sẽ như mới thôi, con đừng lo. Bác Roger Meyer ngay lập tức dán lại cánh tay của chú lính kẹp hạt dẻ như mới. Fritz, hành động vừa rồi của con không đúng. Bác có rất nhiều chú lính. Bác định chút nữa tạo bất ngờ cho con. Nhưng con đã đánh mất cơ hội rồi. Cư xử của Fritz chứa đầy tức giận và buồn bã. Bác của cậu bé cất chiếc hộp đựng đầy những chú lính vào trong tủ. Nhưng mà bác ơi. Để dạy con một bài học. Xấu hổ về những gì cậu đã làm, Rich biết không thể làm gì được nữa. Cậu bé xấu hổ cúi đầu đi về phòng. Sau nửa đêm là giờ đi ngủ của họ. Vì đó là đêm giao thừa, họ được phép ngủ rất muộn. Nhưng đêm nay đến đây kết thúc. Mọi người chúc nhau một năm mới hạnh phúc và đi về phòng của mình. Chúc mừng năm mới. Clara nằm trên giường với chú lính kẹp hạt dẻ. Khi cô đang ngủ say,
thì nghe thấy một vài tiếng động ở dưới lầu. Tò mò, cô đi xuống phòng khách. Ở dưới lầu có một đội chuột giống như con chuột hải tặc bà Brit đã nhận được. Chúng đi lang thang và làm rối tung phòng khách. Lara, Lara cô ở đâu? Xuống đây coi. Lara biết rằng con chuột hải tặc đang tìm kiếm cô bé nên cô rất sợ hãi. Nhưng một lúc sau, cô bé nhận ra rằng không việc gì phải sợ những con chuột đồ chơi này. Chỉ là món đồ chơi, ngươi làm gì được ta chứ? Chúng ta có thể nói chuyện giải quyết với nhau. Cô để lại chú lính kẹp hạt dẻ trên cầu thang và bước xuống dưới. Cô bé nhìn thấy chú chuột nhỏ bé đã cao lớn hơn cô. Không còn là đồ chơi nữa, tất cả đồ đạc cũng rất khổng lồ. Liếc nhìn xung quanh thật nhanh, cô nhận ra chuyện gì đang xảy ra. Hóa ra cô đã bị thu nhỏ lại, nhỏ bé tí tẹo. Ôi chú ơi, chuyện gì xảy ra vậy? Sao mình bé tí hon vậy chứ? Mình phải chạy thoát trước khi những con chuột này bắt được mình. Những con chuột tiến lại gần Clara hơn. Chúng tôi sẽ bắt cô. Cô phải đi theo chúng tôi về Vương quốc chuột. Đừng chống cự, sớm muộn gì chúng tôi cũng bắt được cô. Ngay sau đó, tất cả đồ chơi trong phòng khách đều có sự sống. Xe tăng, đại bác, binh lính, búp bê và thú nhồi bông đều hướng về phía những con chuột hải tặc. Clara tìm thấy cách duy nhất là trốn đằng sau những món quà dưới gốc cây năm mới. Cũng giống như những món đồ chơi khác, chú lính kẹp hạt dẻ sống dậy từ cầu thang và bắt đầu chiến đấu với lũ chuột hải tặc. Chú lính thật dũng cảm. Những người lính mà bác Rosemeyer cất trong tủ cũng nhảy xuống giúp chú lính kẹp hạt dẻ. Những con chuột hải tặc bị bất ngờ trước dàn phòng thủ mạnh mẽ vậy, chúng bắt đầu rút lui. Trốn thôi, trốn thôi, chúng ta thất bại rồi. Go! Clara, Clara, giờ cô có thể bước ra rồi. Chuột hải tặc đã tháo chạy, chúng ta đã thắng rồi. Clara bước ra từ phía sau những món quà mà cô đang lẩn trốn. Mọi người đều rất vui vì chiến thắng này. Mình đã rất sợ chú lính chì à. Cậu đã cứu mình khỏi những con chuột hải tặc. Cảm ơn cậu nhiều lắm. Chú lính chì kẹp hạt dẻ đột nhiên biến thành một người lính rất tuấn tú, cúi đầu trước Clara và mời cô nhảy cùng cậu ta. Cô nhảy với tôi có được không, Clara? Rất hân hạnh. Họ bắt đầu nhảy múa. Và ngay lúc đó, tiếng nhạc du dương lan tỏa khắp phòng khách. Những nàng tiên nhỏ đang rải hoa xung quanh. Những bông hoa nhỏ thật kỳ diệu. Clara đột nhiên thấy mình mặc một bộ trang phục múa và đôi giày ba lê thật đẹp. Clara biến thành một nữ nghệ sĩ múa ba lê. Tôi rất ngưỡng mộ cô, Clara. Cô múa ba lê rất là đẹp. Cảm ơn. Ước mơ của mình là có một ngày trở thành nghệ sĩ múa ba lê. Cậu nghĩ mình có làm được không? Tôi chắc chắn cô sẽ trở thành nghệ sĩ múa tuyệt vời. Sau này tên của giai điệu này sẽ được gọi là Dở ba lê kẹp hạt dẻ. Bất cứ khi nào cô nghe, hãy nghĩ tới tôi nha, Clara. Tất cả đồ chơi ngắm nhìn họ nhảy múa đầy ngưỡng mộ. Clara đã múa ba lê với chú lính kẹp hạt dẻ trong nhiều giờ. Xoay tròn và xoay tròn trên một chân, như thể cô đang bay trong phòng khách. Nhưng bỗng nhiên cô nghe thấy một âm thanh. Clara, Clara, dậy đi con. Trời đã sáng rồi. Thì ra là ngủ với chú lính kẹp hạt dẻ. Chúc buổi sáng tốt lành. Con ước gì mẹ đừng đánh thức con. Con đã có một giấc mơ tuyệt vời. Con đã nhảy không ngừng nghỉ với chú lính kẹp hạt dẻ. Con là nữ nghệ sĩ múa ba lê. Thật sao? Chắc là con đã mệt mỏi sau những điệu nhảy đó. Thôi nào, rửa mặt đi. Mọi người đang đợi con ăn sáng đó.
Cô ấy cầm lấy chú lính kẹp hạt dẻ trong tay và bắt đầu nhảy múa. Cô nghe thấy giai điệu văng vẳng bên tai, như thể giấc mơ là sự thật vậy. Chú lính tuấn tú của mình. Các bạn ơi, hãy theo dõi kênh Condosan của chúng mình để xem thêm những câu chuyện cổ tích, phim hoạt hình và các bài thơ. Đừng quên ấn vào biểu tượng chuông để nhận thông báo nhé.